Kính thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 7 năm 2023 đến ngày 22 tháng 7 năm 2023, tại hội trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh tổ chức các lớp tập huấn về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Báo cáo viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ các nội dung tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới trong việc lập kế hoạch và thực thi chính sách về bình đẳng giới. Trong chương trình Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ hôm nay, mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ghi nhận của phóng viên từ lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng này. Lồng ghép giới chỉ có thể thành công khi mỗi nhà trường tạo được một môi trường cởi mở, chân thành và cầu thị. Mỗi người sẵn sàng hợp tác trên tinh thần học hỏi và chia sẻ những cách thức làm việc mới, không phân biệt đó là sáng kiến của nam hay nữ hay các bản dạng giới khác. Lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp sẽ tạo cơ hội cho nam nữ học sinh được hưởng một nền giáo dục tốt nhất cho sự phát triển năng lực cá nhân mà không bị phân biệt đối xử với bất kỳ hình thức nào. Qua đó giúp các em phát triển được năng lực nghề nghiệp của bản thân phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Thì đối với lại ở phía trường trung học phổ thông Tân Châu thì trong thời gian qua thì cũng đã tuyên truyền về luật bình đẳng giới cho học sinh thông qua các cái tiết sinh hoạt chào cờ, hoặc là đối với bản thân mình là đang là bí thư đoàn trường thì cũng có lồng ghép cái phần kiến thức về cái bình đẳng giới này thông qua các cái buổi sinh hoạt cho các em sinh hoạt ngoại khóa để cho các em đó có cái nhận thức rõ hơn về cái phần là bình đẳng giới. Về cái phần mà cái đề xuất kiến nghị trong khoảng thời gian tới thì cũng rất mong là ở phía sở cũng sẽ có tổ chức nhiều cái lớp tập huấn giống như là cái lớp tập huấn này với nhiều hình thức đa dạng hơn để giúp cho các cái thầy cô mới hoặc là các cái thầy cô cũng đã công tác nhiều nhưng mà chúng ta có thêm cái nhận thức nó rõ hơn một tí xíu để từ đó thì chúng ta sẽ có đề ra được những cái kế hoạch nó chi tiết hơn, nó cụ thể hơn, nó thiết thực hơn. Thì như vậy thì cái công tác phòng chống bạo lực giới trong cái học đường của chúng ta cũng sẽ mang cái hiệu quả nhiều hơn. Thông qua cái lớp học này tôi cũng tiếp thu được một số kiến thức cơ bản về giới cũng như phân biệt được cái giới tính và giới và cái việc phòng chống bạo lực trên cơ sở là về giới. Đồng thời cũng được hiểu sâu hơn về cái việc lồng ghép giới trong việc hướng nghiệp cho học sinh. Trong một năm học có rất là nhiều hoạt động tổ chức cho học sinh. Thông qua các hoạt động đó thì tôi cũng lồng ghép các cái kiến thức về giới vào trong các hoạt động đó để làm sao tạo cho các em một cái sự cơ hội tiếp xúc các cái hoạt động đó đồng đều như nhau, không phân biệt giới tính. Cái việc bình đẳng giới trong học đường thì nó rất là quan trọng, nó góp phần rất là to lớn trong việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh và cái việc phòng chống bạo lực về giới. Chúng ta dựa vào những cái kiến thức cơ bản đó thì có thể là tìm ra cho bản thân mình một cái cách giải quyết rất là phù hợp. Về trường thì đã tổ chức nhiều hoạt động như là có những buổi sinh hoạt đầu tuần cũng như kết hợp với ban ngành đoàn thể của tỉnh tổ chức tập huấn cho các em cán bộ chủ chốt của lớp bí thư chi đoàn về triển khai lại cho các bạn trong lớp để hiểu rõ thêm về kiến thức về luật bình đẳng giới. Đối với học sinh thì luật bình đẳng giới này chúng ta phải hướng dẫn cho các em để các em nắm rõ được về các cơ sở giới, để các em nắm rõ kiến thức, xác định được về cơ sở giới của mình. Và cái đó là rất quan trọng để các em định hướng được nghề nghiệp cũng như là hoạt động sau này của các em. Những nỗ lực lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp sẽ giúp cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục và hướng nghiệp, góp phần tạo dựng hình ảnh và nâng cao uy tín của các cơ quan tổ chức giáo dục đối với địa phương, cha mẹ học sinh và các doanh nghiệp sử dụng lao động. Thông qua cái lớp tập huấn lần này á, thì mình muốn truyền tải những cái thông tin gì đến với lại các anh chị đang công tác trong ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh ạ? Thì thật ra là cái chương trình tập huấn liên quan đến giới, đặc biệt là cái văn bản 383 của Bộ Giáo dục á, thì triển khai cái kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và chiến lược bình đẳng giới 21-30 á, thì trong có đề cập đến một cái nội dung là đảm bảo cái vấn đề giới
bình đẳng giới trong lĩnh vực dạy học ở các trường trung học phổ thông cũng như là tất cả các lĩnh vực giáo dục. Thì cái việc mà Sở Giáo dục tỉnh Tây Ninh tổ chức cái khóa tập huấn có hai cái chuyên đề, cái thứ nhất là phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp. Thì cái qua cái buổi tập huấn đó này mong làm sao các anh chị có một cái nhận thức về giới một cách đúng đắn để làm sao chúng ta truyền dạy cho học trò của mình trong quá trình giảng dạy, xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa, cái giáo án phải đảm bảo được cái yếu tố giới. Có nghĩa là chúng ta loại bỏ ra những cái định kiến, cái khuôn mẫu để phân biệt giữa nam và nữ. Thì đó là cái mong muốn đầu tiên là về nhận thức. Cái thứ hai nữa, qua những cái kiến thức kỹ năng mà báo cáo viên trình bày á, các thầy cô về để làm sao á, là phối hợp với các thầy cô ở trong trường, tổ bộ môn của mình để có một cái kế hoạch để chúng ta lên những cái phương án phòng và ngừa bạo lực trên cơ sở giới trong học đường. Đặc biệt là chúng ta phải tuyên truyền cho học sinh của mình thông qua các hoạt động dưới cờ hoặc là đầu năm học chúng ta tập huấn cho phụ huynh học sinh những cái kiến thức liên quan về giới để phụ huynh học sinh cũng như xã hội nhận thức được điều đó để cùng với ngành giáo dục của chúng ta, trường học chúng ta làm tốt cái công tác bình đẳng giới, đặc biệt là phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Còn riêng đối tượng với các anh chị làm trung học cơ sở, trung học phổ thông á, thì chúng ta có một cái nội dung đó là lồng ghép cái yếu tố giới trong công tác định hướng nghề nghiệp cho học trò của mình. Thì cái việc định hướng nghề nghiệp á, lồng ghép giới này nè, đó là một trong những cái nội dung là khá là quan trọng của Bộ Giáo dục cũng đã triển khai. Thì chúng ta làm đó để làm sao chúng ta giúp cho học trò nam, học trò nữ của mình phát huy được cái khả năng, cái sở thích, cái tính cách của mình để chọn cái nghề nghiệp nó phù hợp với cái giới tính của mình. Để làm sao cho các em nó có một cái giá trị đam mê nghề nghiệp mà không bị phân biệt trên cái khuôn mẫu và giới. Đó là cái mong muốn của ban tổ chức. Các anh chị là đang công tác trong ngành giáo dục á, như là các đơn vị giáo dục của tỉnh Tây Ninh á, thì cần phải làm như thế nào để học sinh á, có thể là hiểu rõ hơn về bình đẳng giới cũng như là phòng chống được cái bạo lực học đường hiện nay ạ? Có thể là mình sẽ làm một số cái hoạt động, có nghĩa là mình xây dựng cái hoạt động ngoại khóa thông qua các trò chơi để làm sao mình có xây dựng cái trò chơi nó mang chất là trung tính về giới để cho cả nam và nữ thì tham gia một cái hoạt động đó. Thông qua cái hoạt động đó các em sẽ chia sẻ khi tham gia hoạt động này em cảm nhận về cái gì, như thế nào, ra sao, thì chính điều đó là chúng ta lồng cái yếu tố về giới. Cái thứ hai nữa, qua cái việc chúng ta bố trí cái vị trí không gian ngồi, thay đổi định kỳ cái chỗ ngồi giữa nam và nữ. Sau khi các em ngồi như vậy đó, chúng ta luôn lắng nghe, hỏi các em ngồi cái bạn đó, các em cảm nhận như thế nào, chia sẻ, và chúng ta cũng theo dõi, đánh giá cái quá trình tương tác của các bạn với nhau. Cái thứ ba nữa là gì? Chúng ta tổ chức những cái game show. Đối với từng cái cấp học thì chúng ta hãy tổ chức cái trò chơi, những game show liên quan đến những cái kiến thức về giới cơ bản thôi, để làm nền tảng làm sao các em nó hiểu được các kiến thức cơ bản về giới. Đó, cái hoạt động game show đó. Rồi một số cái nơi người ta làm rất là tốt, người ta làm những cái tiểu phẩm nhân những cái tháng hành động liên quan đến bình đẳng giới, người ta tổ chức cái hoạt cảnh những cái đó để làm sao giúp cho học trò cũng như giáo viên cũng như là phụ huynh người ta tham dự cái buổi đó, người ta hiểu hơn về vấn đề đó thông qua cái tiểu phẩm. Thì đó là một số cái hoạt động. Thậm chí có thể là chúng ta xây dựng một cái trường học là an toàn, thân thiện, bình đẳng về giới bằng cách là chúng ta sẽ vẽ những cái hình ảnh liên quan đến yếu tố về bình đẳng giới, hoặc là chúng ta có những pano áp phích trước cổng trường để chúng ta thực hiện điều đó. Thì đó cũng là một số cái nội dung để chúng ta thực hiện ở trường của chúng ta. Thầy, cái khó khăn hiện nay trong cái việc thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới trên cơ sở giới ở học đường là như thế nào thầy? Thật ra đó là cái khó của mình, đó là đầu tiên là ở vấn đề nhận thức. Nhận thức nó quan trọng lắm. Nếu mà cấp lãnh đạo, cấp quản lý như là ban giám hiệu, nếu chúng ta nhận thức đó, chúng ta phải triển khai các kế hoạch hành động. Nếu mà chúng ta đi tập huấn xong, chúng ta có kiến thức đó mà chúng ta không triển khai, thì chúng ta không xây dựng cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá, chúng ta lượng giá cái hoạt động đó, thì em nghĩ rằng là cái chuyện mà chúng ta đi tập huấn nó cũng không có ý nghĩa. Mà quan trọng là chúng ta thay đổi nhận thức. Chính vì mà Sở Giáo dục Tây Ninh á, có hai đợt tập huấn năm 22 á, là tập huấn cho cán bộ quản lý từ các cấp để làm sao cán bộ quản lý có cái nhận thức. Sau đó là đến năm 23 đây mới tập huấn cho các giáo viên chuyên trách. Thì đó là một trong những cái là chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn trong cái vấn đề mà nhận thức về giới. Bình đẳng giới chỉ đạt được kết quả khi lồng ghép giới được coi là một nguyên tắc xuyên suốt và phải được thực hiện liên tục nhất quán trong môi trường giáo dục của nhà trường. Có như vậy,
mới từng bước giải quyết được những nguyên nhân gây nên tình trạng bất bình đẳng và tiến tới bình đẳng giới trong phạm vi lớp học, trường học và toàn xã hội. Quý khán giả thân mến, chương trình Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.